tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Argentina vận động bảo vệ sự sống. Trong bối cảnh của cuộc tranh luận pháp lý về việc hợp pháp hóa phá thai, Hội đồng giám mục Argentina đã gửi lời mời đến tất cả mọi người cầu nguyện cho sự sống. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 8 tháng 7, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Luzan, Đức cha Oscar Vincent, Ozer, giám mục san ezero sẽ chủ sự một thánh lễ đặc biệt thông qua một thông báo các giáo chức mời tất cả các cộng đoàn tham gia và hiệp thông trong thánh lễ để cầu xin chúa ân sủng qua sự chuyển cầu của đức mẹ luzan để phục vụ và chăm sóc tất cả sự sống đặc biệt là sự sống của các trẻ em không được sinh ra Chủ đề của ngày được thể hiện bằng lời cầu khẩn Đức Maria, bình minh của thế giới mới Mẹ của những người sống Chúng con phó thác cho mẹ Nguyên nhân của sự sống Ngày 14 tháng 6 năm 2017 Hạ viện Argentina đã thông qua dự luật phá thai Cho phép người phụ nữ quyền được yêu cầu phá thai Trong tuần thứ 14 của thai kỳ sau thời hạn này việc chấm dứt mang thai chỉ có thể xảy ra trong trường hợp bạo lực tình dục tính mạng của người mẹ bị đe dọa hoặc thai nhi có những dị tật văn bản hiện đang được thượng viện thảo luận trong những ngày gần đây nhiều người đã biểu tình ủng hộ cuộc sống để yêu cầu một cuộc tranh luận nghiêm túc và đa nguyên không vội vàng về dự luật hợp pháp hóa phá thai các cánh cửa của tòa nhà thượng nghị sĩ đã được bao phủ bởi nhiều lá cờ của Argentina và các biểu ngữ với các hàng chữ như Nhận con nuôi là lựa chọn, tất cả sự sống đều đáng giá, việc giết một thế hệ không phải là một giải pháp. Các giám mục đánh giá cao sự dấn thân của nhiều giáo dân, những người đã thực hiện các chiến dịch và tham gia huy động thúc đẩy chăm sóc tất cả sự sống. Các ngài nói, chúng tôi khuyến khích giáo dân kiên trì với sự rõ ràng vững chắc và hăng say trong nỗ lực của họ